Được mà, có gì đâu ngại. Anh chị cũng đang rảnh nè, đâu làm gì đâu. Chị chắc chắn là được. Vậy thôi nghe. Thằng nào gọi bà mà thấy mặt mày bà hứng khởi quá vậy? Thằng nào? Vợ chồng thằng ba. Đó mình ba hả? Nó nói gì mà tôi thấy bà lia lịa chứ nhỉ? Nó đang sửa cái nhà. Nó tính gửi qua nhà mình. Được quá chứ có sao đâu. Tụi nó con cháu trong nhà không? Giả lại nhà mình hiện giờ không có con nít nè. Đem về đây cho nó vui. Không có con nít buồn muốn chết. Tối ngày dòm toàn là người lớn không à. Thấy không vui, có con nít mới vui. Nè bà, thấy vậy nha. Người ta không có con nít á, đã kiếm con, nhìn đã sinh, đặng ta có con. Tôi với bà giờ coi như đem nít về đây đi, coi chừng nó hên. Kiếm đứa nữa. À, trời trời trời. Được à. Cái gì vậy trời? Lao không à? Tao đi cho bà là lao. Ê, trời trời. Bắn lên trời hả con? Bắn qua đây đuôi con mắt không à? Ông già rồi đuôi con mắt kỳ lắm. Lên nào vậy? Dạ. Chị đi đâu từ sáng giờ mà em tìm chị hoài em thấy vậy? Đi đâu đâu thì vòng vòng ngoài kia kìa, rồi xuống dưới bếp dọn dẹp nè. Ôi lên mà không báo trước vậy chơi, bữa nay lớn nghe. Má nè, nhờ con dạy ba cái chữ cho nó đó. Má con rồi đó. Cái gì vậy tía? Trời ơi, riết ở trong nhà này con giống như là con không được tồn tại luôn vậy đó. Ủa phải muốn dạy thì phải hỏi ý kiến con đồng ý hay chưa? Con là má hay là má vậy là má? Má phải hỏi ý kiến con. Bất công quá à, con không có biết dạy. Trời, giỡn nít dễ ẹt, có ai đâu không biết. Thì tía dạy gì? Con phải dạy, có nhiều dạy nhiều. Ôi, con suy nghĩ đã. Không cần suy nghĩ vậy chăng? Quyết luôn đi, luôn đi, dạy cho nó đi. Không dạy. Chị Sóc, chị dạy em đi rồi em kêu chị bằng cô. Trời ơi, đó, tía nghe chưa? Tôi đang từ chị lên cô già lắm á, không chịu đâu, con không chịu. Dạy đi, được làm cô giáo rồi đó. Vậy tía trả lương con. Tôi cho mượn điện thoại, tôi chơi, nãy giờ chắc hết pin rồi quá. Chưa có hết pin. Gì đó hả, vậy thôi chơi tiếp đi. Dạ. Ủa mà anh Tám. Ừ? Chị Sáu hứa dạy học cho em mà sao không thấy chị Sáu dạy? Có sách vở hay đâu dạy. Cưng muốn chị Sáu dạy á, thì cưng mua sách vở đem qua đi, chị dạy cho. Có nè. Đây nè. Trời đất ơi, có sẵn luôn hả? Ai mua vậy? Cô không ai mua vậy. Thiệt tình tía luôn á. Đã chị Sáu không có chịu dạy cho nó rồi mà còn mua sách đồ đem qua đây nữa. À, mà cô Đất nè. Dạ. Bữa nay á, không có học được đâu. Bữa nay chủ nhật, ngày mai đi. Thứ hai là ngày đầu tuần, chị Sáu sẽ dạy cho cưng. Dạ. Rồi thôi bây giờ á, ăn trái cây được chưa? Dạ rồi. Rồi trả điện thoại cho tôi. Đây. Rồi đây. Thôi ăn trái cây đi nè, ăn trái cây đi xong rồi về. Dạ. Mẹ hết ba bữa đợt này trên hay. Trời ơi, xong hết rồi, tiền lấy hết luôn rồi, cái cục là một cục liền chứ. Anh hai là số 1 rồi. Trời ơi, nông dân tiên tiến ở tiêu biểu ở cái ấp này mày biết rồi. Dạ, biết rồi. Cho mày thêm tin nữa là Sáu nhú nhà tao nó làm cô giáo rồi đó. Hả? Thiệt hả anh? Trời, không lẽ tao nói chơi mày. Trời ơi, hay vậy ta con nhỏ. Mà theo như em thấy thì từ đó vợ Sáu nhúng nó ở nhà không à. Thấy nó đâu có đi học sư phạm sư phung gì đâu. Sao giờ làm được cô giáo hay vậy anh? Chứ em thấy muốn làm cô giáo á, học sư phạm hình như là 3-4 năm gì đó mới cầm cái bằng đem về, mới xin đi dạy. Mà chưa chắc xin dạy được á nghe. Điển hình như có một số đứa ở cái ấp Xẻo Lá của mình nè. Đi học hả, ta nói đại học gì đó 4-5 năm giờ cầm bằng về á, đi làm công nhân, thậm chí có đứa đi chạy xe ôm luôn á. Đâu phải làm cô giáo là dễ đâu anh hai. Trời ơi, có nhầm người ở xóm này nè mày ơi. Có con lớn cái đầu chồng ngông rồi mà không có lo dạy. Tối ngày đi lông bông ngoài đường, khóa làng, khóa xóm. Ủa, anh nói ai vậy anh hai? Tao nói đại chúng ai nó chịu.
đừng nói anh nói tôi à nghe. Nếu mày có tao cũng nói luôn. Sao Nhu? Chị Sóc, cho em đi chở bà Hai nha. Đi đi. Dạ. Nè, con ở nhà coi chừng nhà nghe không? Dạ. Đàn. Dạ. Bây giờ em ngồi đây, em canh chừng này, canh chừng má. Chị vô chị ngủ, rồi má về gọi chị. Trời ơi, còn sự nghiệp gia sư của chị thì sao? Mày tiếp nối đi. Ơ? Thì sao? Trời đất ơi, kiến thức lớp 3 mình có nhớ gì đâu mà dạy. Trời, biết tiền không? Cái gì vậy trời, tôi đang mắc mà. Ủa ghê luôn á. Rồi tự đi. Mày nằm kiểu kỳ cục mày. Vừa, nó cái đánh thường chi, gắn chịu. Trời ơi, tôi đang tìm giáo án cho chị Sáu đây nè. Lướt nãy giờ tải về cả trăm trang luôn rồi mà không thấy đâu vô đâu, nó như đám rừng vậy đó. Biết làm sao rồi, cho chị Sáu chỉ dạy đây. Có chưa? Có nhưng mà nhiều quá, giờ tùm lum hết trơn rồi sao mà biết được đây. Thôi kệ đi, bây giờ tính để cho nó họ chỉ dạy thì cơ ứng biến chứ biết làm sao giờ. Ê, đâu có được mày. Trời ơi, lỡ dạy bậy cu đất nó biết, nó cười cho nhục mặt luôn á. Con nít bây giờ nó thông minh lắm, nó không phải giống như mình hồi đó đâu. Ê anh Bảy. Gì? Vậy bây giờ á, em với anh nè, giả làm học trò đi, cho chị Sắc chị dạy thử còn sao. À nghe, cũng được á. Tiếp. Tiếp. Ủa Sáu đâu vậy? À, dạ chị Sáu á, chị đi vô trong phòng rồi. Chị nghiên cứu về cái giáo án để dạy học trò đó Tiếp. Nghiên cứu hay là nghiên ngủ? Tía đã hứa với người ta rồi đó nghe. Nói chị Sáu bay á, ráng nhận thêm 5-6 đứa con nít cái xóm này nè, dạy cho nó vui. Chạy vậy luôn hả Tía? Ok, nhưng mà cũng đâu sao đâu, dù gì giờ chị Sáu cũng đâu làm gì, giống như nhận thêm công việc cho nó vui. Đúng rồi, không làm thì thôi, làm hết cho tới nơi tới chốn. Lỡ leo lưng cọp rồi, ngồi chỉnh luôn, chừng nào hoàn thành nhiệm vụ mới được xuống. Ui, Tía yên tâm đi, chị nhỏ, chị Sáu với nhà mình có chuyện gì mà bả không dám làm. Ráng lên như sao, giữ uy tín cho Tía. Tía hứa với người ta rồi. Hên xui. Ủa chị Sáu, sao chị không dạy đi chị Sáu? Chị phải đợi cho các bạn vô đủ lớp rồi chị mới dạy. Nghĩ sao cô giáo dạy một đứa mà dạy, không hề, phải đông mới dạy. Em tưởng chị không biết dạy chứ. Bớt bớt nói được không? Tới đây hả? Rồi vô đi con. Lên ghế nè. Lên ghế ngồi. Con để cái ghế ra được không? Trời ơi nhỏ quá mà. Yeah, đúng rồi. Vô vị trí. Ủa hết chưa con? Hết rồi. Vô đây thôi hả? Vô đây thôi. Chà, vô ăn được mấy đứa rồi con? Có 4 đứa rồi Tía. Từ từ tí vô trong ngọn á, tí mót thêm vài đứa nữa. Đây mệt lắm rồi. Mệt đâu mệt, đông vui con. Dễ thương con kìa. Nghe, cố gắng học nha. Ráng học cho giỏi ha. Tết ông hai thưởng mỗi một đứa một bộ đồ mới. Tía sao lúc đầu tía hứa một đứa ra đông dữ vậy? Đâu từ từ, làm cô giáo phải đông nó mới vui chứ. Tía. Không vui. Vui, tía thấy vui. Cố lên con, cố lên ha. Tao phát lương cho. Đó, bài học nha. Ông hai ra sao bẻ bưởi chúc cho anh nha. Rồi, giờ trước khi vô lớp làm quen nè. Bạn An đúng không? Dạ. An học lớp mấy nè? An học lớp 3. Con lớp mấy? Con học lớp 3. Con lớp mấy? Thì lớp 1. 1. Con lớp mấy? Không biết. Con không biết luôn hả? Vậy sao vậy? Vẫn là con gái chưa một lần. Bài đó là bài gỗ của tao, mày không được hát, nghe chưa? Trời đất ơi, bà làm như bài đó, bà mua mình bà bản quyền.
mừng không? Sao tía mày á với ông chính truyền á hình như á là có cái thù oán gì đâu từ hồi kiếp trước đến giờ sao á? Cứ mỗi lần gặp nhau là cự cãi, đúng cũng cãi, sai cũng cãi. Tao hỏi mày á, riết á, tao không biết á, tao bên ai nữa. Ê rồi còn chuyện sao nhú á, nó làm cho xương sao rồi? Trời đất ơi, cái gì vậy cô Hồng? Bà mới vừa ngồi bà nhắc chuyện của tía tôi với chú chính truyền đây và bắt bà xấu nhú lẹ vậy trời. Thì tao á, cứ tối mà nằm xuống á là tao sắp sẵn ở trong đầu rồi, là sáng ra tao phát à vậy á. Thì cũng vậy thôi à. Vậy là sao? Trời đất ơi, cô nghĩ đi, cái tụi nhỏ nó quậy như quỷ vậy đó. Nhìn bà chị Sáu con á, bà chạy lên chạy xuống, bà thở hổn hển, thấy thương bà chị con luôn á. Mà cũng may đó nha, cô chưa đi nói chuyện này cho người ta biết á. Chứ lỡ mà có người biết, ta đi ngang nhà con, ta nhìn vô á, chị Sáu còn chạy ở xìu xìu, thở lên thở xuống cho ta cười thúi đầu luôn á. Sao mày biết tao chưa nói? Trời đất ơi, bà lẹ dữ rồi đó con Hồng. Đó giờ vậy mà. Bởi gì? Không có hổ danh là bà Hồng thời sự ha. Tao quyết không bao giờ á, tao để cái danh đó hả, Hồng thời sự gì á, vô tai ai hết trơn á. Tao quyết giữ tới cùng. Nhưng mà tao nói mày nghe nè, mày về nói với Sáu á, là dậy một ca không nổi thì chia làm hai, sáng tối vậy, đúng không? Trời đất ơi, bà nghĩ làm sao vậy? Bả mà dạy được ca thứ hai con cùi xúc móng á cô Hồng. Nói nó cố lên, vì cái sự nghiệp là trồng người. Chịu khó một chút đi. Trồng người con không biết, con thấy là không ổn rồi đó. Mày về mày nói với nó, cho tao đăng ký hai đứa cháu nữa nha. Hả? Ừ. Cái gì? Trời đất ơi, cháu cô gì mà vài bữa cái nó mọc lên đứa này, bữa sau cái nó mọc lên đứa kia, bao nhiêu cháu gì lắm hả? Thì dòng họ nhà tao đông lắm. Hết cái xẻo lá này không? Khoảng chừng nữa thôi. Em làm bài xong chưa? Dạ con xong lâu rồi. Xong rồi hả? Xong rồi thì kiếm bài khác mà làm, không phải ngồi vẽ nghe chưa? Cô Hồng, hôm nay có nước gì mới không? Có, cà phê nai. Ủa? Cà phê nai? Hồi nào giờ nghe có cà phê trồn. Làm gì có cà phê nai trời. Kinh nghiệm đi mua cà phê cho tía từ nhỏ tới lớn, chưa nghe qua loại cà phê này luôn á. Đây, cà phê pha ngày hôm nay có nghĩa là cà phê nai. Mày có cần tao đóng mộc vô sản xuất ngày hôm nay không? Trời đất ơi, bán cà phê cũng mày đặt chơi chữ nữa hả? Ê, ví dụ sao nhú nó làm dạy học rồi có dễ không? Dễ điên thì có. Trời đất ơi, tụi nhỏ nó quậy như yêu như ma bển kìa. Gì mà mới có mấy đứa than lên than xuống rồi. Vậy thầy cô trong trường dạy mấy chục đứa giỏi thiệt đó nha. Thì bởi vì mới nể phục với thầy cô giáo mà chịu nổi tụi nó luôn á. Vậy là sao nhú nó chạy rồi phải không? Sợ rồi phải không? Bây giờ con nói cô Hồng nghe nè. Nguyên một cái lớp chỉ có 3 đứa thôi. Một đứa lớp 1, đứa lớp 2, đứa lớp 3. Mà hễ mà hỏi đứa lớp 1 á, thì đứa lớp 2, lớp 3 trả lời. Thì người ta đã biết. Đó, còn hỏi mà ngược lại ở lớp 2, lớp 3, cái đứa lớp 1 nó nói, cô ơi em không biết, cô ơi em không hiểu. Bởi nó không trả lời được là đúng rồi. Bực mình quá, bởi vì không đó. Trời ơi, đã dạy ba lớp khác nhau thì phải cho ngồi riêng ra, tách ra, chứ ai đứng ngồi chung sao dạy được, đúng không? À ha, cô nói này cũng có lý nè. Đúng rồi. Để con về á, con bàn với bà Sáu Nhú còn sao. Bây giờ một lớp là có 3 đứa 3 lớp khác nhau phải không? Thì chia ra, đứa ngoài hành lang nè, đứa nhà trên, đứa nhà dưới. Đó là khỏe phải không? Đúng rồi. Nhưng mà con thấy vậy cũng không được, cô Hồng ơi. Chị Sáu con có tướng bà nhỏ xíu chút ép gì nè. Rồi là chia ra cái nhà rộng thênh thang gì á. Rồi tụi nó quậy, bà chạy lên, chạy xuống, chạy lên, chạy xuống. Bà thở hổn hển rồi bà xỉu ngang luôn á. Vậy con nít á, nó phải vậy thôi, nó phải cố lên. Chứ con nít nó đâu có thể nào nó ngồi yên như người lớn được. Nó hiếu động mà, đúng không? Con giờ con thấy cái tình hình này là không ổn rồi đó. Mấy hôm nay nhà con bển, muốn điên luôn. Sao Nhu ơi, sao Mỹ Ngọ, đánh đàn cứu tao đi. Trời ơi Mỹ Ngọ, đánh đàn. Trời
trời Phật thánh thần thiên địa ơi, ở nhà đầy đủ vậy đó mà ngoài tao kêu muốn rác cổ họng, không đứa nào ừ hử gì hết. Tụi bay tỉnh khẩu hết ra gì hả? Vậy nãy giờ là tía về đó hả? Trời ơi, vậy mà cái giọng tía bữa nay nghe sao y như nghẹt mũi vậy đó. Con nghe kêu gì sao nhiêu làm đâu là tưởng đâu là phụ huynh ta tới ta gửi học trò, rồi đụng cái chị Sáu chứ đau bụng quá chứ ôm bụng chứ chạy đi đâu rồi tía. Mày điên rồi hả? Tao kêu lòng lòng gì mà mày tả lên là hiu nhú là sao? Ủa tía, má đi chợ chưa về nữa hả tía? Tao có biết đâu, mới về cái đợp mày không thấy sao còn hỏi nữa. Ủa má đi chợ mua gì mà lâu về với tía? Chợ mua cá lóc về nấu cháo bồi dưỡng cho chị Sáu mày, hổng về nó dạy học nó mệt. Bởi vậy con nói với tía má rồi, chị Sáu chị không có cái tay dạy học trò, mà tía má cứ ép chị là kêu dạy đại đi hoài. Dạ đúng rồi đó tía, muốn dạy là phải học ở trường lớp đàng hoàng chứ đâu phải ở tay ngang đâu. Tía má kêu Sáu dạy sao vô. Dạ có ai nghe lời đâu. Tôi về nè ông ơi. Để tôi ra sau mận cá lóc nấu cháo cho con Sáu nhú nó ăn. Ăn cái gì, nó đang muốn ói trong kìa, nó không có ăn đâu. Dạ. Thôi để tôi coi nó thử làm sao. Đi con. Alo, tôi nghe. Trời ơi, không về công việc lu bu quá trời cô ơi. Không ở không đâu qua. Chứ có giận hờn gì đâu. Tôi kết này tôi luyện thành công rồi. Tôi đâu còn giận hờn gì ai nữa. Ừ, nói vậy nghe. Ừ, tôi bận lắm. Ừ. Dạ, ai vậy tía? Ai mày hỏi chi vậy không biết. Dạ nghe cô Hồng. Ý ha, heo nó kêu, để con cho heo nó ăn cái nha. Alo tôi nghe. Ừ được. Được. Ở dưới quá liền đi. Vậy nghe. Ủa, nữa hả tía? Nữa cái gì mà nữa. Vợ chồng ba nó cất nhà xong rồi. Yeah, vậy kỳ này chị Sáu thoát nạn rồi. Hả? Sáng sớm hả? Cái cô hồn cắt đảng gì đâu mà nó ngồi hả? Chần chần một đống vậy. Sao mà bán buôn kiểu này chắc ế cả ngày quá đi thôi à. Ui. Gì? Sáng thấy quán ế người ta qua chỉ bánh cho làm ăn mà tự nhiên đốt phong long người ta vậy. Đốt tụi bậy vô hội phỏng tay luôn giờ nè. Ê, cách gì vậy ba Lích? Mấy bữa nay ruột không có nghe xẻo lá mình ầm ầm lên chứ hả? Chuyện gì mà ầm ầm ở xẻo lá này mà tao không biết. Bên nhà bác hay lúa á, hay chưa? Nhà hay lúa? À, hình như tao nghe ổng chuẩn bị kinh doanh nhà trọ gì đúng không? Hôm nay tai là cái gì? Là chỗ cho khách du lịch nghỉ ngơi. Là thì gọi là nhà trọ. Không phải, đó là nhà mình cải tạo lại cho khách du lịch nghỉ trọ. Thì cũng là để cho khách nghỉ đúng không? Ừ. Thì gọi là nhà trọ. Hôm nay tai là nhà trọ. Trời ơi, cả cái xẻo lá này ai cũng gọi hôm nay tai, có mình nên cô là ngang ngược là nói không đúng. Mày mới là ngang ngược á. Mình là người Việt thì mình nói nhà trọ, mày đặt thôi mày tay, tiếng Tây, tiếng U đó. Mệt thôi, quá. Mà bạch, cứ gọi nhà trọ đi. Nhưng mà tao nói nghe nè, hình như tao nghe nói á, nếu mà cái mô hình mà kinh doanh cái đó là ngon lắm phải không, vô lắm phải không? Sao mà không ngon? Thế hả? Con á là con định nói á, với tía con là bắt trước mà, trước khi mà nhà bác hai chưa làm xong á, bắt đầu mình làm trước. Hả? Mà tía con, ổng không có chịu. Trời ơi, mày nói ai chứ tía mẹ tao biết quá. Ổng cổ lỗ sĩ lắm. Ổng là chuyên môn cái việc ông thủ cụ bài tân. Ổng không có chịu ba cái vụ tân thời đâu. Ổng khoái cái cũ à. Vậy đi. Ừ. Vậy nói tía con nói là ruột nói vậy đó. Cái bắt đầu tía con á là không ghé uống cà phê ruột luôn. Mắc mối gán chịu. Thôi. Cái trời làm dữ vậy. Khỉ à. Không mà thiệt, tía con cổ hủ thiệt. Ừ. Phải chứ giống bác hai á, mình mở mang đầu óc cái mình kinh doanh gì có tốt hơn không? Tao nói mày nghe nha, có nhiều người dở ghê á, có cái thời cơ làm mà không chịu làm.
Tao nói thiệt với mày á, cái quán của cô nó hơi bị, chỗ này nó hơi hẻo lánh. Nó không có được như là thuận tiện như ở ngoài mặt tiền người ta. Nó đông đảo mọi người á. Chứ thôi là cô cũng kiếm đi cô làm. Ai cũng muốn kiếm tiền mà, đúng không? Bậy, sao làm không được? Kinh doanh là đầu óc. Sao vậy? Tao thấy cái chỗ này á, nó nhỏ quá. Với lại không được, không biết nghĩ làm cái gì được hết trơn á. Bởi lúc nào cũng vắng hết trơn á. Con có cách. Có cách hả? Ừ. Trời ơi, Bích La giỏi quá. Ê, ba Lít giỏi quá, chỉ cô coi. Khát nước quá. Nói đi, lát tao lấy nước cam ép cho uống ha. Nhớ nghe. Ừ. Đây nè. Ừ, sao? Ở miền Tây mình là nổi tiếng đờn ca tài tử. Đúng. Tại sao mình không kêu người về đây đờn ca hát sướng, rồi phục vụ ăn uống? Như vậy khách du lịch họ sẽ rất thích. Hay nha. Trời ơi, hay đó. Thí dụ quán mình ế quá, bây giờ mình phải tìm cách cho nó đông lên đúng không? Kéo khách tới. Nhưng mà cái chỗ này nó vắng như vậy, sao mà mình kéo tới được? Bây giờ là thời đại gì rồi? Mình liên hệ những công ty du lịch, rồi mình móc nối với những người xe ôm, ví dụ như thằng Tèo. Như vậy mình sẽ chích một phần cho họ. Wow. Ừ, họ lôi khách về cho mình. Hay ta. Công nhận á, bữa nay mới thấy mày là quân sư giỏi nha. Quê, nghe nè. Đây, nước cam cho uống nha. Nhưng mà Út Hanh nhà tôi á, hát tài tử hay lắm á nghe. Vậy hả? Nhớ mùa chôm chôm chôm, mùa chôm chôm kỷ niệm, biết bao nhiêu nồng hâm. Chôm chôm nè anh Bảy. Ờ, ăn đi, để quét đó rồi. Lấy chân rồi. Chơi mùa này sao chua dữ vậy trời. Đây, cái gì đây? Dở hơn chưa? Ủa, mày có thấy là tao đang quét sân không? Tao mới vừa quét xong, mày xả nữa là sao? Thì giờ để nó đi chút xíu em quét cho. Mày ăn xong quét không? Nè, đó, ăn xong quét đi. Mệt quá à. Thì để từ chiều quét cho ăn chua xong gì hết trơn à. Làm như kỹ quá, tối ngày cứ quét. Vậy tao hỏi mày nghe. Mỗi ngày mày đừng có tắm, mày để một tuần mày tắm một lần, chịu không? Tôi cũng tính vậy. Thứ ở dơ còn khoe. Trời ơi, xin lỗi anh à. Ở dơ vậy đó chứ mình em thơm phức như hàm hương vậy đó. Ờ, mày thơm là nhờ xịt dầu thơm, chứ nguyên người mày cũng dơ hay à. Gớm. Kệ tôi vô duyên. Mình quá. Ê. Đi đâu à? Đi đâu để hồi rồi không quét nhà? Em đi ra quán chút. Quán cô Diễm Hồng hả? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Không được nghe. Tía kêu ở nhà lo coi ta xây dựng kìa. Trời ơi, thì mấy cái chuyện xây dựng đó anh biết thì anh ra anh coi đi. Có em chi nữa cho nó lu bu vậy trời. Mình tao làm không thể, mày phải ở nhà phụ á. Mày đi tao mát tía. Nhưng mà tía kêu tôi đi á. Gì? Tía kêu qua cô Diễm Hồng. Đúng rồi, biết làm sao không? Bên quán cô Diễm Hồng bây giờ có đờn ca tài tử ở bển á. Tôi qua thử coi bển có làm sao. Thôi, mày đi ra ngoài là cái mày dính ở ngoài luôn. Mày biết chừng nào mày mới về. Chứ lại mình tao lo không trễ đâu. Ồ, không có đâu, em đi xếp về liền à. Thôi, mày muốn đi đâu đợi tía dậy đi. Hỏi tía đi đi. Ơ, tía dậy rồi kìa. Tía con đi nha tía. Cái thằng mắc dịch. Vậy cũng dụ tao được nữa. Tính tiền nè bà chủ ơi. Ơi, tính tiền ơi. Ăn hết rồi hả? Ngon không? Được. À, đây vị cá, rau, canh, tất cả là 440. Hả? Cái gì vậy? Mắc dữ vậy? 440 ngàn. Trời, có 2 ly nước cơm vậy thôi tính 440 ngàn. Thông cảm đi,
Tại vì ở đây mình ở chỗ du lịch hả, mình thể tính cái giá du lịch chứ nè. Thế mình còn được nghe ca hát, cái gì cũng phải tốn tiền mà cậu hả. Du lịch đó thì cũng phải vừa vừa, trời chặt chém chỗ này ai mà dám ghé. Em nhớ cái quán này nha, lần sau anh không có đến nữa đâu á. Thôi chạy lại luôn đi nè. 450 à? Thôi lại 10 ngàn cho tôi. Nói bo luôn 10 ngàn. Không. Không. Có 10 ngàn biết bo. Tôi nhớ cái quán này ha, tôi đăng lên Facebook cho mọi người biết mà tránh. Có 10 ngàn muốn bo. Đi anh. Trời ơi. Mà đừng có thách tôi á, chờ mà coi ha. Mệt quá à. Dẫn bồ đi chơi mày bị lặt tính toán keo kiệt. Vậy thì về mua bồi mua rượu về nhà đóng cửa hả, lại ăn chơi với nhau đi. Trời ơi, quá trời đông khách luôn ha. Ừ, cũng nhờ mày á, mày chỉ cho tao đó, đừng ca tài tử rồi khách đông quá trời đông luôn à. Trời ơi, bây giờ mày tới á, là một lượt khách mới vừa về á nha. Chứ sớm tới xíu nữa là không có chỗ ngồi á. Mấy bữa ha, không có chỗ ngồi mà đông á, người ta phải bắt số rồi đó. Bắt số có không, mấy người đó chờ lâu quá, phải đi đâu á, rồi quay lại là phải lấy số lại luôn đó. Trời ơi, đi ăn uống nghe đừng ca tài tử giống như đi bệnh viện gì bắt số luôn hả? Ồ, nó đông nó nổi vậy, tao nói thiệt luôn á, mày không tin á. Bữa nào mày lên thử coi. Cái gì? Chuyến này về phải thuyết phục tía kinh doanh du lịch mới được. Quá ham. Ừ, được đó, mày về mày ráng thuyết phục ổng đi à, rồi làm chung cho nó vui. Ê, hey, không sợ nhà con cạnh tranh với ruột hả? Làm gì sợ, người ta nói hả, trăm người bán, vạn người mua lận. Buôn có bạn, bán có phường, bán vậy mới vui. Ừ, được á, vậy á. Tiền cà phê chưa trả. Quên. Quên khôn quá. Nãy giờ khách đông quá quên. Rồi. Đây. Ê. Thiếu, chưa đủ. À, nhiều à, đây à. Đây là cộng với cái tiền phục vụ văn nghệ nãy giờ đúng không? Cũng chưa đủ. Vậy chứ nhiều. Ừ. Nhiều 50. Cái gì 50? Trời ơi, giá du lịch mà. Tôi là quân sư của ruột luôn á mà ruột lấy 50. Quân sư chứ, giờ qua uống coi như khách uống rồi, cũng nghe đừng ca tài tử thì cũng phải trả theo giá du lịch chứ. Quá đáng lắm luôn á, đối xử với quý nhân mà vậy luôn á hả? Ai cũng vậy, ai cũng nghe, ai cũng uống vậy mà. Nè ha, lấy tiền này đi. Rồi ha, cho mập vô, rồi lúc có cái gì á, không có ai nhìn đâu. Mới mốt tôi kinh doanh du lịch được, tôi lấy gấp 3 luôn. Quá đáng lắm luôn á. Trời đất ơi, từ 10 ngàn lên có 50 ngàn ly mà nó làm thấy ớn không? Làm gì dữ lắm vậy? Quá đáng à. Trời đất ơi, dạo này khách khứa đông quá trời luôn à. Một mình chạy tới chạy lui không thế nào mà làm xuể nổi hết trơn á. Mấy đứa cháu à, mà đứa à, lúc mày đi học đi làm không có đứa nào phụ mình. Tuyển nhân viên thì mấy ngày trời cũng không thấy người nào tới để xin việc hết trơn á. Sao mà khổ ơi là khổ gì Diễm Hồng gì không biết nữa. Cô Hồng. Ủa, chính thật sự đi đâu đây, uống cà phê hả? À, dạ không. Chứ đi đâu? Tên gì? Cần tuyển nhân viên phục vụ quán. Thôi ở đây không có đủ tiền để trả cho nhân viên kiểu như chính thật sự đâu, không được. Cô Hồng yên tâm, tiền bạc đối với con không có quan trọng, quan trọng là con được nhiều chuyện với khách của cô Hồng á. Là sao? Cô Hồng biết không, thời buổi bây giờ á, mỗi người cầm một cái điện thoại bấm 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 bấm, không ai nhiều chuyện với con hết, cho nên á, cái danh tiếng chính thời sự á, bị hao mòn rồi, cho nên con phải qua đây tìm khách của cô Hồng để nhiều chuyện. Trời đất ơi, nó qua đây á, nó dành khách nó nhiều chuyện, sao mà mình nhiều chuyện được, không có được, làm sao mà qua được cô Hồng được chứ. Có đem hồ sơ không? Dạ có, đây, hồ sơ của con đây. Chuẩn bị kỹ vậy hả? Dạ. Cẩn thận dữ hả? Dạ. Ôi trời ơi, hồ sơ.
Mới tốt nghiệp cấp 3 à? Dạ đúng rồi. Vậy à, biết tiếng Anh không? Dạ biết. Nói thử coi. Dạ. Yes, no, okay. See you again, bye bye. I love you, còn đều biết hết trơn á. Đâu cần tới chính nữa. Ở đây á, khách nước ngoài rất là đông. Mà bây giờ nếu mà chính thời sự không có biết tiếng Anh thì làm sao mà nói chuyện với người ta được ha? Như vậy là cái danh tiếng của chính thời sự nó sẽ bị lu mờ đi, nó mai một đi, uổng. Tóm lại là không được nhận. Thôi, nè bây giờ cầm đi, quay ngược lại, đi thẳng ra cổng. Thẳng ra cổng, quẹo phải. Dạ. Đi thẳng một nước, về nhà. Vậy là không được nhiều chuyện. Chừng nào giỏi thì quay lại đây ha. Goodbye. See you again. Nghĩ sao vậy chính thời sự ha? Ở đây á, Diễm Hồng là trùm nhiều chuyện rồi. Mà chính thời sự tính đến đây để dìm hàng Diễm Hồng hả? Đâu có được. Tưởng kiếm nhân viên dễ lắm mà sao khó khăn quá ta. Được này mất kia. Ê, cậu kia. Dạ. Cậu kiếm ai vậy? Dạ, con kiếm chủ quán á cô. Tôi nè. Dạ. Đứng chần chần nhỏ bé vậy mà không thấy. Cô là chủ quán hả? Ồ, vậy mà nãy giờ nói sớm, làm con tìm quá trời quá đất luôn. Đến có chuyện gì không? À, dạ, con đến xin việc á. Kiếm xin việc hả? Dạ. Sao không thấy cầm gì giấy tờ hồ sơ vậy nhờ? Dạ cô thông cảm, tại vì trước khi đi thì có, nhưng mà trên đường đi á, thì gặp một số chuyện nên không có. Nhưng mà con hứa với cô á, con sẽ bổ sung ngay nha cô. Làm cái gì mà có bộ hồ sơ mà cũng không giữ nên thân gì, làm ăn được cái gì? Sao mất? Dạ chuyện là như này. Sáng sớm con dậy lúc 5 giờ. Con coi đồng hồ, sao thấy con sớm quá. Con nghĩ mình ngủ tiếp. Rồi đến 7 giờ con dậy, con đánh răng rửa mặt. Rồi ôi mệt quá à. Cho qua cái đoạn này đi. Nói vô trọng tâm cái hồ sơ từng gì, cái gì mà đánh răng rửa mặt trong đó nữa. Cô ghi nhẫn một chút. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó chứ. Vậy chứ sao, nói đi. Rồi con lấy bộ sơ ra, con kiểm tra coi cái đầy đủ hay chưa. Cẩn thận gì được. Dạ cảm ơn cô. Rồi con lên xe. Con đen đi nửa chừng thì sao? Thì trời nó mưa. Có nghĩa là mưa ướt hết bộ hồ sơ đúng không? Dạ đúng rồi. Có vậy không mà cũng làm tao mệt à. Thôi vô đi ngồi nói chuyện nữa nè. Dạ cảm ơn cô. Ngồi đi. Dạ. Dạ tại cô biết sao không? Con người của con á, làm cái gì cũng phải có trước có sau, có đùi có đau, à có đầu có đuôi. Rồi nên con nói chuyện á cũng phải có đầu có đuôi, như vậy người ta mới hiểu được. Và chừng nào mày bổ sung hồ sơ cho tao? Dạ sau buổi phỏng vấn hôm nay thì con về con viết, con nộp con ngay. Gì cũng được. Dạ. Nhưng mà tao nói nghe nè, tao nói trước ha, bây giờ tháng đầu tiên á, tao nhận mày, tao sẽ trả cho mày 5 triệu một tháng, ăn tự túc. Chừng nào mà mày làm giỏi á thì cô bao ăn. Dạ. Được không? Dạ. Ê, quan trọng là mày biết tiếng Anh không? Dạ biết. Con nói được tiếng Anh. Vậy hả? Con biết được tiếng Trung. Trời ơi, giỏi vậy. Con nghe được tiếng Hàn. Nhưng mà ngược lại thì con không nghe được tiếng Anh. Trời đất ơi. Không nói được tiếng Trung. Không biết được tiếng Hàn. Trời đất ơi, mày làm gì mà rối quá vậy hả? Tại sao mày không học nghe nói viết gì hầm bà lằng vô một cái ngoại ngữ thôi, tự nhiên mày làm tùm lum mọi thứ một chút vậy? Ba mứa quá vậy? Dạ hoàn cảnh cô ơi, để con kể cho nghe. Thôi, mày đừng kể nữa. Mày mà kể nữa chắc là tao thấy tới Tết công cô luôn quá ha. Nè. Dạ. Cô nói cho nghe, tại con nơi khác tới con không biết. Dạ. Cô ở đây Diễm Hồng á, cái quán này nè rất là phúc hậu. Được ha. Dạ. Đó giờ có làm đâu chưa mà sao giờ này còn đi xin việc làm, có kinh nghiệm gì không? Dạ có chứ cô, con làm nhiều chỗ lắm á. Nhưng mà sao lại nghỉ xin chỗ khác? Dạ tại chủ thấy ghét nên con nghỉ chứ. Chủ sao ghét? Thì mới đầu cũng hứa hẹn rồi làm một thời gian xong nói quên, con thấy ghét nên con nghỉ. Trời
Nãy giờ mình hứa nó cũng nhiều lắm, không biết kiểu này nó có nghĩ không ta. Mà giờ cô đẹp vậy chắc cô giữ lời hứa mà đúng không? Kiểu vậy nhưng chủ thấy ghét thiệt á ha. Được, nhưng bây giờ làm liền giờ được không? Dạ được, ok luôn cô. Vậy nha. Dạ. Tới giờ rồi, cô Bảnh nghe nhạc thôi. Anh Bảy ơi, tới phiên anh coi nhạc kìa. Ủa, đi đâu vậy trời? Anh Bảy, tới phiên ra coi nhạc kìa trời. Đi đâu không biết nữa. Alo, anh Bảy, tới giờ anh coi nhạc rồi kìa. Trời ơi, tao đang bên quán cô Diễm Hồng coi đường ca tài tử, đang hay, đang khúc mùi mẫn cao chào lắm. Trời đất ơi, nhưng mà hồi nãy là giao kèo là mỗi người coi một buổi mà, về lẻ đi. Vậy bữa mày bỏ tao ở nhà tao canh mình, thì bây giờ mày ở nhà canh mình đi, câm bù hồi vụ bữa. Vậy đi nha, không nói nhiều, đang hay. Anh Bảy, anh Bảy, thiệt tình luôn á, hồi tôi về tôi mét tía nè. Sáng giờ mình là chủ mà mình quay chóng mặt luôn á, mà cái thằng nhân viên của mình tới giờ này cũng chưa tới nữa. Alo. Dạ alo, con nghe cô. Mày đáng đâu mà giờ này chưa tới nữa? Dạ con lại gặp chuyện động trời cô à, để con kể cô nghe cho nha. Thôi mày đừng có kể nữa. Hả? Tao cho mày 5 phút nữa, nếu mày không tới mày biến luôn đi, mày đừng có tới nữa nha. Chưa, cái bà này nghỉ thì nghỉ, mệt quá. Trời ơi, bà không? Cái gì vậy? Trời ơi, cà phê gì bữa nay mà làm nó ngát vậy bà nội? Cà phê phải đắng chứ, bữa chè sao phải ngọt? Nhưng mà đắng người vừa ta uống được, đắng cái gì đâu mà uống không được luôn à. Đi xin miếng đường coi. Hết đường rồi. Trời ơi. Mà tôi nói cho ông nghe nha, già rồi nha, làm ơn á, ăn ít đường lại. Chứ thôi bị tiểu đường, đái đường á, lúc đó đừng nói sao xui ha. Bà chủ viên, tự nhiên khách hàng là thượng đế, thượng đế mới xin có xíu đường mà xài xỉ tiểu đường này tiểu đường nọ. Chưa thấy ai như bà nữa, kỳ cục à. Tôi vậy đó. Muốn thôi đi, thôi về đi, không uống nữa thôi. Mệt quá. Không uống nữa, quyết định rồi, về nhà tự pha cà phê uống. Về, không trả tiền. Về tự pha đi ha, rồi bỏ đường vô nhiều vô thành một cái món cà phê chè, ăn cho nó đã, cho nhiều đường, cho tiểu đường luôn. Anh tưởng là anh không uống rồi tôi không bán cho ai được á hả? Anh không uống thì thôi chứ, tôi quán tôi đông khách mà, tôi đâu có sợ. Trời. Chị, có phải chị chủ quán không? Dạ đúng rồi chị. Chị cần gì chị? Dạ tôi ở trên xã xuống rồi chị. Vừa rồi có người tố cáo quán chị là bán cho khách du lịch chặt chém á, vậy tôi mời chị lên xã. Trời ơi, chị có lộn quán nào không chứ, đó giờ tôi bán buôn lúc nào cũng đúng giá mà, làm gì có đúng giá gì. Đúng giá du lịch phải gì không? Cô đơn quá à. Trời ơi, sống thấy em chú yêu ơi, anh đang quay về vừa thấy... năm xa hết. Bà lên vô đây, vô đây uống cà phê. Bà lên, vô đây uống cà phê, vô uống cà phê nha, uống cà phê. Chưa bắt số mà. Thôi, số má gì, uống đi. Ly 50.000 uống đứt lưỡi chết. Không, có 10.000 à, có 10.000 ly à. Ủa, chứ không lấy giá du lịch nữa hả? Không có, tao mới bị phạt rồi, bán giá bình thường mà. Bởi vậy cho chừa, sẵn cảnh tỉnh luôn những người mà có ý định chặt chém người ta. Khách du lịch cũng là người ta đi làm cực khổ mới kiếm tiền được. Hở cái nghe cái hơi du lịch là chặt à, làm gì ai dám ghé. Biết rồi, nó hoài à, bán bình thường rồi. Nè, làm du lịch lấy chất lượng hàng đầu, sự hài lòng để giữ chân du khách, yếu tố con người là quan trọng nhất. Sao mày nói giống tía mày quá vậy? Tía mới nói xong qua nói gì ruột luôn á. Nhìn mày giống ông cụ non quá trời đất à. Trời, tía tôi nói tôi phải nghe chứ. Biết rồi, thôi giờ uống cà phê ha. Coi như tôi không uống cà phê,
3 lít này là không phải uống chùa đâu. Miễn sao giá mà nó giống như ngày thường là được rồi. Ok, rồi uống gì? U Di Kỷ. Có liền.